Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trong 148 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim và hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 45 thực hành xem băng hình về đời sống và tập tính của chim trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 147. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Lớp chim có các hình thức di chuyển khá đa dạng, song có thể chia thành 3 hình thức chính. Đầu tiên là di chuyển bằng cách bay, có kiểu bay đập cánh như chim sẻ, bồ câu, cú, quạ và bay lượn như hải âu, diều hâu, cắt, v.v. Thứ hai là di chuyển bằng cách đi, chạy như đà điểu, nhóm gia cầm, chim cút, cuốc, v.v. Thứ ba là di chuyển bằng cách bơi như chim cánh cụt. Nhìn chung, các cách di chuyển của chim có các mối liên hệ chặt chẽ với nhau và các loài trong lớp chim sử dụng linh hoạt các kiểu di chuyển trên ở những điều kiện nhất định. Tập tính kiếm ăn của chim thì khá đa dạng. Thời điểm hoạt động thì có loài kiếm ăn ban đêm như cú mèo, cú lợn, vạc, v.v. Có loài kiếm ăn ban ngày là phần lớn các loài chim. Đặc điểm mồi thì có nhóm ăn tạp, nhóm ăn mồi sống, nhóm ăn xác chết, nhóm ăn hạt, nhóm ăn mật hoa, nhóm ăn hoa quả, v.v. Tập tính sinh sản của các loài chim khác nhau ở mỗi loài thì tập tính giao hoan như khoe mẽ, đánh nhau giành bạn tình, làm tổ đợi con cái, v.v. Ví dụ như chim sẻ lều trống sẽ xây nhà đẹp để hấp dẫn con mái. Tập tính giao phối thì mùa giao phối khác nhau. Tập tính làm tổ đẻ trứng thì có loài làm tổ dưới đất như chim bói cá, làm tổ trên cây, đi đẻ nhỏ ở tổ loài khác, v.v. Tập tính ấp trứng và nuôi con như chim bố mẹ thay nhau ấp trứng và cùng nhau chăm sóc con non, hoặc chỉ có con mái ấp trứng hoặc để loài khác nuôi hộ con non, v.v. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi thảo luận trong 148 trong sách giáo khoa sinh học 7.